Cảm ơn quý khán giả đang giữ màn hình của Hồn Việt TV trở lại với bản tin chiều thứ hai hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Triệu. Sau đây là phần tin quốc tế. Bão Len chuẩn bị đổ bộ vào đảo Honshu của Nhật Bản. Một trận bão đang đến gần hôm nay đã mang mưa lớn và sóng mạnh đến các cộng đồng dọc theo duyên hải Thái Bình Dương của Nhật Bản, khiến cho nhà chức trách cảnh báo là có nguy cơ lở đất cũng như lũ lụt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết là trên đường đổ bộ vào đảo Honshu vào sáng sớm ngày thứ Ba, thì cơn bão này sẽ trút xuống lượng mưa là 400mm trong vòng 24 giờ tại một số khu vực. Và một số thành phố hôm nay thì có gió giật 100 mile một giờ và lên đến 112 mile một giờ trong ngày thứ Ba khi mà bão đổ bộ vào Honshu. Dự báo là trận bão sẽ đổ bộ vào cực nam của bán đảo Kii trước khi di chuyển đến Osaka. Và buổi sáng hôm nay thì một số thành phố ở khu vực Makayama đã kêu gọi người lớn tuổi ở địa phương cân nhắc di tản đến các trung tâm lánh nạn. Và trận bão đang đến gần cũng buộc giao thông công cộng phải ngừng hoạt động trong ngày thứ Ba, gây trở ngại cho du khách trong tuần lễ Obon truyền thống. Hàng năm thì hàng triệu gia đình trở về quê nhà của họ trong kỳ nghỉ này, nhưng một số người quyết định đã rút ngắn kỳ nghỉ và trở về các thành phố trong ngày hôm nay trước khi mà bão đổ bộ. Hãng Japan Airlines thì công bố hôm nay sẽ hủy 19 chuyến bay cũng như hủy 240 chuyến trong ngày thứ Ba. Nhiều đoạn của tàu Shinkansen cũng tạm ngừng hoạt động trong ngày thứ Ba, đặc biệt là khu vực xung quanh Osaka và Nagoya. Thưa quý vị, tin tiếp theo liên quan đến cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine cho hay chiến hạm Nga bắn cảnh cáo vào tàu hàng ở Hắc Hải. Một chiến hạm Nga hôm Chủ nhật đã bắn cảnh cáo vào một tàu hàng ở phía tây nam Hắc Hải khi tàu di chuyển theo hướng Bắc. Lần đầu tiên Nga bắn vào tàu Moon ngoài Ukraine kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ vào tháng trước. Hồi tháng 7, Nga rút lui khỏi thỏa thuận ngũ cốc Hắc Hải, vốn cho phép Ukraine xuất cảng nông sản qua lối Hắc Hải. Moscow công bố họ xem toàn bộ tàu thuyền đi vào lãnh hải Ukraine đều có khả năng chở vũ khí. Hôm Chủ nhật, Nga cho hay tàu tuần tra Vasily Bykov bắn vũ khí tự động vào tàu Sukru Okan treo cờ Palau sau khi thuyền trưởng không phản hồi yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Nga cho biết con tàu này đang đi về phía cảng Izmail của Ukraine. Dữ liệu hàng hải Refinitiv cho thấy con tàu hiện ở gần duyên hải Bulgaria và đang đi về phía cảng Sulina của Romania. Bộ Quốc phòng Nga cho hay để buộc con tàu đó dừng lại, tàu tuần tra Nga đã bắn cảnh cáo từ vũ khí tự động. Quân đội Nga lên tàu nhờ sự hỗ trợ của trực thăng Ka-29. Sau khi nhóm kiểm tra hoàn thành công việc trên tàu, tàu Sukru Okan tiếp tục hành trình đến cảng Izmail. Một quan chức Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sự việc xảy ra liên quan đến một con tàu đang trên đường đến Romania và Ankara đang xem xét. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng sự việc này rõ ràng là vi phạm luật biển quốc tế, hành động của hải tặc và tội phạm nhắm vào tàu dân sự của nước thứ ba trong lãnh hải của nước khác. Phát ngôn viên Natalia Humeniuk của Bộ Tư lệnh miền Nam cho hay, thông báo của Nga không được các nguồn tin chính thức khác xác nhận. Anh Quốc đưa ra cảnh báo có nguy cơ tấn công khủng bố tại Thụy Điển. Anh Quốc vào hôm Chủ nhật cảnh báo là công dân chuẩn bị đến Thụy Điển về nguy cơ bị tấn công khủng bố theo sau các vụ đốt sách Koran của người biểu tình bài Hồi giáo. Và trong khuyến cáo, thì Bộ Ngoại giao cho hay nhà chức trách Thụy Điển phá vỡ một số kế hoạch tấn công và bắt giữ các nghi phạm. Thông báo nói rằng hành khách cần cẩn trọng tại thời điểm này, những kẻ khủng bố nhiều khả năng sẽ tìm cách thực hiện các cuộc tấn công ở Thụy Điển, nhất là ở các địa điểm mà người ngoại quốc thường đến. Trong thông báo thừa nhận và khuyến cáo đi lại của Anh Quốc thì Cố vấn An ninh Quốc gia của Thụy Điển Henrik Lindholm nhắc lại những đe dọa của Thụy Điển phải đối diện kể từ các cuộc đốt sách thánh. Ông Lindholm nhắc đến việc người biểu tình đã ập vào tại sứ quán Thụy Điển ở tại Iraq vào ngày 19 tháng 7 và âm mưu tấn công đại sứ quán tại Lebanon vào ngày 9 tháng 8
và vụ bắn một nhân viên tại lãnh sự quán Thụy Điển ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 1 tháng 8. Các cuộc đốt sách Koran được phép diễn ra tại Thụy Điển theo quy định tự do ngôn luận. Nhưng người Hồi giáo xem đó là việc báng bổ, và chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố tại Thụy Điển trong khuyến cáo đi lại. Nhìn sang tình hình Á Châu, thưa quý vị, Chủ tịch Bắc Hàn ra lệnh sản xuất thêm hỏa tiễn trước cuộc tập trận của Nam Hàn và Hoa Kỳ. Hãng thông tấn KCNA hôm nay cho biết, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un yêu cầu tăng cường sản xuất hỏa tiễn để bảo đảm sức mạnh quân sự áp đảo và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh khi Nam Hàn và Hoa Kỳ chuẩn bị tập trận quân sự hàng năm. Ông Kim đưa ra lệnh trên khi ông đến thăm các nhà máy sản xuất hỏa tiễn chiến thuật, bể phóng hỏa tiễn, xe bọc thép và đạn pháo hôm thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua. Chuyến thị sát của ông là chuyến đi mới nhất trong một loạt các chuyến thăm đến các nhà máy võ khí, nơi ông ra lệnh sản xuất hàng loạt võ khí, và diễn ra vài ngày trước khi Nam Hàn và Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tập trận quân sự hàng năm, bị Bình Nhưỡng xem là tập dượt cho chiến tranh. KCNA cho biết, ông Kim nhấn mạnh đến mục tiêu quan trọng phải tăng đáng kể khả năng sản xuất hỏa tiễn để đáp ứng với nhu cầu của các đơn vị quân đội. Ông nói rằng, mức độ định tính của sự chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh phụ thuộc vào sự phát triển của ngành đạn dược và nhà máy có trách nhiệm lớn trong việc đẩy mạnh sự chuẩn bị sẵn sàng của quân đội. Tại các nhà máy khác, ông Kim kiểm tra và lái thử xe bọc thép chiến đấu mới, cũng như khen ngợi tiến bộ gần đây trong hiện đại hóa dây chuyền sản xuất bệ phóng đa hỏa tiễn lớn. Nam Hàn và Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho hay họ sẽ tổ chức cuộc tập trận người bảo vệ tự do Unchi từ ngày 21 cho đến 31 tháng 8 để cải thiện khả năng đối phó với đe dọa hạt nhân và hỏa tiễn ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Hơn 30 người bị mất tích trong vụ sạt lở mỏ ngọc thạch ở tại Miến Điện. Sạt lở tại một mỏ ngọc thạch ở miền Bắc của Miến Điện đã làm cho hơn 30 người bị mất tích và công việc tìm kiếm cứu nạn thì đang diễn ra vào hôm nay. Sạt lở thì thường xảy ra ở Hapakan, một thị trấn hẻo lánh ở tiểu bang Kachin, cách thành phố Yangon khoảng 950 km. Khu vực này là trung tâm của các mỏ ngọc thạch lớn nhất thế giới. Lãnh đạo nhóm cứu nạn địa phương đang điều phối công việc tìm kiếm hôm nay cho biết, hơn 30 người thợ mỏ đang đào ngọc thạch đã bị cuốn trôi xuống hồ nước khi mà sạt lở xảy ra gần với làng Mana vào lúc khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày Chủ nhật. Ông cho hay là đất đá từ nhiều mỏ gần ngôi làng sạt lở từ vách đất cao tới 304 mét rơi xuống hồ nước ở phía dưới đã vùi lấp nhiều thợ mỏ. 34 người bị mất tích và các nhóm cứu nạn địa phương vào hôm nay đã tìm kiếm các nạn nhân dưới hồ. 8 người thợ mỏ bị thương và được đưa đến bệnh viện địa phương vào hôm Chủ nhật. Một người thợ mỏ cho biết là 3 đồng nghiệp của anh đã bị đất lở cuốn trôi xuống hồ. Đa số nạn nhân là nam giới và các vụ tai nạn tương tự thường xảy ra ở quy mô nhỏ hơn và ít được chú ý đến. Các nạn nhân thường là những thợ mỏ tự do, họ sống gần các gò đất khổng lồ đã được các công ty khai khoáng khai thác bằng máy móc. Họ đi tìm ngọc thạch còn sót lại và thường sống trong các đường hầm bỏ hoang ở chân gò đất. Phần lớn những người đi tìm ngọc thạch là những người dân từ các khu vực khác. Vào hồi tháng 7 năm 2020 thì ít nhất 162 người đã bị thiệt mạng trong vụ sạt lở ở cùng khu vực. Trong khi vụ tai nạn vào tháng 11 năm 2015 đã làm cho 113 người bị tử vong. Các nhà hoạt động nhân quyền thì cho hay khai thác ngọc thạch là một nguồn thu quan trọng của chính quyền quân phiệt. Và những người phản đối chính quyền quân sự vận động trừng phạt cũng như tẩy chay để giảm mua bán ngọc thạch. Thưa quý vị, tin tiếp theo sau đây đến từ Pakistan. Thượng nghị sĩ Kaka ít người biết đến sẽ tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng Pakistan. Thượng nghị sĩ ít người biết đến Anwar Ul Haq Kaka hôm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng lâm thời của Pakistan để đưa đất nước này đi qua cuộc bầu cử sắp diễn ra. Ông Kaka, 52 tuổi, lãnh đạo đất nước chìm trong bất ổn chính trị và kinh tế trong nhiều tháng qua, với ông Imran Khan, chính khách được ưa chuộng nhất Pakistan, ngồi tù và bị cấm tranh cử trong 5 năm. Ông Kaka sẽ tuyên thệ chiều hôm nay trong ngày độc lập của Pakistan. Trong bài phát biểu chia tay tối hôm Chủ nhật,
Thủ tướng sắp từ nhiệm Sheba Sharif nói rằng ông tin tưởng Thủ tướng lâm thời có đủ khả năng tổ chức cuộc bầu cử tự do và công bằng. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Kaka là lựa chọn nội các để điều hành đất nước khi Pakistan bước vào thời gian bầu cử có thể kéo dài trong nhiều tháng. Quốc hội đã chính thức giải tán vào tuần trước và cuộc bầu cử phải diễn ra trong vòng 90 ngày theo quy định trong hiến pháp. Nhưng dữ liệu từ cuộc điều tra dân số mới nhất vừa công bố vào đầu tháng này và chính phủ sắp từ nhiệm cho biết Ủy ban bầu cử cần thời gian để vẽ lại ranh giới khu bầu cử. Nhiều tháng qua, có phỏng đoán cho rằng cuộc bầu cử sẽ bị trì hoãn khi giới lãnh đạo cố gắng ổn định đất nước đang phải đối diện với các cuộc khủng hoảng an ninh, kinh tế và chính trị đang xen với nhau. Pakistan rơi vào hỗn loạn chính trị kể từ khi ông Khan bị mất chức thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 4 năm 2022, và đỉnh điểm là ông bị tống giam vào tuần trước vì hối lộ với bản án 3 năm tù. Ông bị cấm tranh cử trong 5 năm nhưng đang kháng cáo bản án của ông. Có ít nhất một người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc tấn công vào điện thờ tại Iran. Cuộc tấn công vào một điện thờ Hồi giáo Shiit ở tại thành phố Shiraz ở miền nam của Iran đã làm cho ít nhất một người bị thiệt mạng vào hôm Chủ nhật và một người bị bắt giữ. Ông Mohammad Hadi Imaniyeh là lãnh đạo của tỉnh Fars cho biết là cuộc tấn công xảy ra vào lúc khoảng 7 giờ tối theo giờ địa phương. Và một kẻ khủng bố có vũ khí tiến vào khu vực điện thờ và bắt đầu nổ súng. Anh ta đã bị bắt giữ. Một người thiệt mạng trong cuộc tấn công này, ít nhất là có 7 người khác bị thương, trong đó có 2 nhân viên làm việc tại điện thờ và 2 hành khách hành hương. Các cửa hàng trong khu vực đã đóng cửa, trong khi khu vực điện thờ được lực lượng an ninh phong tỏa. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công điện thờ Shah Jahan. Trong khi hãng thông tấn nhà nước là IRNA cho rằng những kẻ khủng bố đã thực hiện cuộc tấn công này. Tháng 10 năm ngoái, thì Islamic State đã công bố tấn công một điện thờ và làm cho 15 người bị thiệt mạng. Islamic State thì tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công trước đó tại Iran, như hai cuộc đánh bom vào năm 2017 nhắm vào Quốc hội Iran và mộ của Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà sáng lập Hội Cộng hòa Hồi giáo. Và những đoạn video trên truyền thông của nhà nước Iran cho thấy là các tín đồ đã hoảng loạn chạy khắp nơi để tìm kiếm người thân của họ và quần áo dính máu đã để lại sau cuộc tấn công này. Chính quyền quân phiệt Niger công bố Tổng thống bị lật đổ có thể bị truy tố tội phản quốc. Thưa quý vị, chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Niger trong cuộc đảo chánh ngày 26 tháng 7 cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum có thể bị truy tố tội phản quốc. Các lãnh đạo đảo chính tống giam ông Bazoum và giải tán chính quyền dân cử khiến cho các nước Tây Phi lên án và kích hoạt lực lượng quân sự chuẩn bị sẵn sàng có thể can thiệp để phục chức cho ông Bazoum. Đại tá Amadou Adramani, phát ngôn viên của chính quyền quân phiệt cho hay chính quyền đã thu thập bằng chứng cần thiết để truy tố tổng thống bị lật đổ tội phản quốc, phá hoại an ninh bên trong và bên ngoài của Niger. Khối khu vực ECOWAS của Tây Phi hôm nay sẽ thúc đẩy đàm phán với chính quyền quân phiệt sau khi chính quyền tỏ ý sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao cho bế tắc vì cuộc đảo chánh. Khối ECOWAS hôm thứ Bảy cho hay họ muốn cử một ủy ban đến gặp chính quyền quân phiệt ở Niamey. Hiện chưa rõ khi nào nhiệm vụ này diễn ra. Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên hiệp Phi Châu dự tính nhóm họp hôm nay để thảo luận tình hình ở Niger, dấu hiệu của mức độ lo ngại về hậu quả từ cuộc đảo chánh thứ Bảy ở Tây và Trung Phi trong 3 năm qua. Trọng tâm không chỉ là số phận của Niger, mà còn là ảnh hưởng của các cường quốc toàn cầu có quyền lợi chiến lược trong khu vực. Hàng chục đội đã hào hứng tham gia cuộc đua xe cắt cỏ trong vòng 14 giờ đồng hồ ở tại Anh Quốc. Các tài xế đã mặc quần áo và leo lên khoang lái của họ vào cuối tuần qua trong cuộc đua 14 giờ đồng hồ, với một điểm khác biệt là họ không lái xe đua nhưng là những chiếc xe cắt cỏ. Và cuộc đua 500 vòng khai mạc vào hôm thứ Bảy và kéo dài suốt đêm cho đến sáng ngày Chủ nhật. Cuộc đua đặc biệt này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội đua xe cắt cỏ tại Anh,
và dài hơn 2 tiếng đồng hồ so với cuộc đua 12 giờ thông thường, vốn đã trở thành sự kiện hàng năm ở tại làng Fairfax ở tại West Sussex của Anh Quốc. 50 đội kể cả các tay đua từ Hoa Kỳ và Âu Châu đã tham gia cuộc thi đầy thử thách. Xe cắt cỏ có thể đạt đến vận tốc tối đa là 50 mile một giờ. Bullseye Racing là đội thắng cuộc thi kết thúc cuộc đua. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Huấn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trả lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.